Thầy ơi, cho em hỏi là muốn kích hồng cầu bằng nanokin thì cơ chế của kích hồng cầu là như thế nào? Nó là cái nó gắn vào trong cái đâu rồi? Tế bào gốc ở gốc tủy xương đây, được chưa? Này nêu nhanh thôi nhá. Tế bào gốc hồng cầu nằm ở đây. Được chưa? Tế bào gốc hồng cầu nằm ở đây. Thì cái thuốc nanokin, đây là cái thuốc kích hồng cầu ấy, có mấy cái thuốc. Khi mà đưa cái thuốc ấy vào thì nó là những cái chất để nó bám vào tế bào gốc hồng cầu. Khi tế bào gốc hồng cầu được kích thích bởi chất đấy thì nó sẽ sinh sản sinh hồng cầu nhanh chóng. Đấy.